40 năm tu đạo, vì sao Khương Tử Nha vẫn phải hạ phàm ngồi câu cá? Khương Tử Nha vốn là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, năm 30 tuổi đã lên núi, trải qua quá trình khổ tu 40 năm, đối với ông, phú quý tại nhân gian sớm đã xem nhẹ như mây khói. Phong Thần Diễn Nghĩa là một tác phẩm văn học sử nổi tiếng, Khương Tử Nha là nhân vật chính trong câu chuyện xưa này nên cũng được người đời sau chú ý đến nhiều hơn. Mặc dù người đọc có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nếu ai đó có hiểu biết về văn hóa truyền thống Trung Hoa 5.000 năm sẽ hiểu được nội hàm của văn hóa thần truyền. Đồng thời, cũng có cái nhìn thấu đáo hơn về hành động câu cá thú vị của Khương Tử Nha. Hành động đó không phải để đùa cợt, mà ẩn chứa bên trong là nội hàm sâu sắc của văn hóa tu luyện. Ở đây, tác giả chỉ nói lên quan điểm cá nhân của bản thân về Khương Tử Nha, đồng thời cũng đưa ra một cái nhìn sơ lược về nội hàm tu luyện trong văn hóa truyền thống phương Đông. Tại sao Khương Tử Nha lại được đi phong thần? Phong thần là một sự kiện lớn, là đại sự của thiên thượng, do thiên mệnh cùng vô số nhân duyên tổng hợp lại mà thành, tuyệt đối không phải chiếu theo ý thích của thần. Sự kiện phong thần là một việc hiếm thấy trong đời, ngàn năm khó gặp. Chương thứ 15 của Phong Thần Diễn Nghĩa có nói rõ ràng rằng, lúc này, Thành Thang đối diện với sự diệt vong, nhà Chu hướng đến hưng thịnh, đúng thời thần tiên phạm giới, Nguyên Thủy phong thần, Khương Tử Nha hưởng phúc làm tướng, vừa gặp thời lại gặp số, không phải việc ngẫu nhiên. Tại đây, chúng ta nên lý giải câu, Thành Thang đi đến diệt vong, nhà Chu hướng đến hưng thịnh, như thế nào? Nếu ai đã đọc qua truyện Phong Thần Diễn Nghĩa, đều sẽ thấy được hành vi tàn bạo, vô sĩ không thể chấp nhận được của Thương Trụ Vương. Vậy thì triều đình nhà Thương liệu có còn được phép tồn tại? Do vậy, sự diệt vong này đến từ chính Trụ Vương. Ông trời không cho phép một kẻ tàn ác như vậy tồn tại gây hoại nhân gian. Vậy là, Thương Trụ Vương đã đem cơ nghiệp của tổ tiên hủy hoại trong tay mình. Ở đây, thiên mệnh và biểu hiện ở xã hội con người hoàn toàn hòa nhập và là một thể thống nhất. Cho nên, người xưa giảng, thiên nhân hợp nhất, thật sự có quá nhiều nội hàm ẩn chứa bên trong. Văn hóa truyền thống Trung Hoa là nền văn hóa nửa thần, mà nhà Chu hướng đến hưng thịnh, Chu Văn Vương dùng đức kết nối với trời. Trong truyện nói rất nhiều đến Chu Văn Vương nhân đức, dĩ nhiên là ông nên làm vương thiên hạ. Đức là một khái niệm trọng yếu trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Người có đức lớn thì có thể làm vua thiên hạ, người có ít hơn một chút thì cũng có thể như Khương Tử Nha, hưởng phúc tướng quân. Nếu người thiếu đức thì dù có làm hoàng đế cũng sẽ khiến đất nước diệt vong. Phong Thần Diễn Nghĩa có nhắc đến một vấn đề, đó là thần tiên phạm giới. Hóa ra thần tiên nếu giữ mình không tốt cũng sẽ phạm giới và bị đánh rớt xuống trần gian. Trong truyện Tây Du Ký cũng có nói về sự việc này. Ví dụ như Sa Tăng và Trư Bát Giới vốn là thiên tướng trên trời, nhưng bởi phạm giới mà bị giáng trần. Đối với việc tu đạo thành tiên cũng có những yêu cầu rất nghiêm khắc. Nếu không tu đắc chính quả, cuối cùng vẫn phải chuyển sinh trong lục đạo luân hồi. Trong chương 99 của Phong Thần Diễn Nghĩa, Khương Tử Nha được đứng đầu bảng phong thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Ngọc Hư Cung đọc sắc lệnh phong thần, trong đó có viết như sau: Hỡi ơi, tiên phàm khác bậc, người không đạo đức khó thành, thần quỷ riêng phần, há kẻ gian tà có thể trộm. Dẫu có luyện ra hòn đảo, chưa từng trảm lại ba thi, chung quy vẫn chịu kiếp số 500 năm. Nếu đến cuối cùng vẫn nhất mực mơ mơ hồ hồ, trí tuệ không siêu thoát khỏi dương thần, khó đói hiện ước hẹn tại giao trì 3.000 năm. Cho nên mọi người dù nhìn thấy đường đạo, nhưng vẫn không thể chứng đắc quả bồ đề. Có tâm tự tu luyện, nhưng tham sân si chưa buông, thân dẫu nhập cửa thánh, nhưng tính nóng còn khó bỏ. Cần tu bỏ hết lỗi lầm, thì vận hạn mới hết và kiếp số mới đổi thay. Tại sao Khương Tử Nha phải xuống núi phong thần? Khương Tử Nha vốn là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, 30 tuổi đã lên núi, trải qua quá trình khổ tu 40 năm, đối với ông, phú quý tại nhân gian sớm đã xem nhẹ như mây khói. Cơ bản ông không muốn xuống núi phong thần, không giống như thần công báo. Khương Tử Nha một lòng nghĩ đến tu đạo thành tiên, chỉ tiếc căn cơ còn kém, đường tu tiên chưa thành, chỉ có thể lấy mấy chục năm công phu tu luyện đổi lấy công danh hiển hách tại nhân gian mà thôi. Ông xuống núi cũng là do sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp đặt. Lý do này được giải thích rõ ràng trong hồi thứ 15 của Phong Thần Diễn Nghĩa. Thiên Tôn nói: Con từ nhỏ bạc mệnh, đạo tiên khó thành, chỉ có thể nhận phúc tại nhân gian. Hiện nay Thành Thang sắp diệt, nhà Chu nên hưng thịnh, vậy con thay ta xuống núi ra công giúp nước, sống làm tướng, chết làm thần, như vậy mới không uổng công phu tu luyện mấy chục năm trời. Còn chỗ này không phải là nơi con có thể ở được lâu,
nên sớm chuẩn bị xuống núi. Tử Nha năn nỉ: đệ tử bỏ nhà lên núi, dốc lòng lãnh tục tu tiên 40 năm, duy nguyện bỏ đời theo đạo, vẫn biết tu hành là khổ, muốn thành chính quả không phải một sớm một chiều. Đệ tử vẫn một lòng tình nguyện ở trên núi chịu khổ hạnh, không dám tham luyến công danh phú quý nơi phàm trần, mong sư tôn thu nhận. Thiền Tôn nói: duyên mệnh của con như vậy, phải làm theo thiên ý, sao có thể thực hiện khác được đây. Tử Nha lưu luyến không nỡ rời đi. Từ góc độ này mà nói, trong lịch sử, một người có thể tu thành đắc đạo quả không phải chuyện dễ dàng. Cho dù các điều kiện khác đều tốt, nhưng căn cơ của người đó lại có khiếm khuyết thì cũng khó thành công trong tu luyện. Khương Tử Nha câu cá như thế nào? Vào ngày hôm đó, Khương Thượng đi đến khu vực phía nam Kỳ Châu, cách 40 dặm, cách huyện Quắc về phía nam 10 dặm, bên bờ sông Vị Thủy, có khe suối Bàn Khê. Khương Thượng đã vân mệnh ngồi câu cá bên bờ sông Vị Thủy, dùng lưỡi câu thẳng, không cần mồi nhử, ngồi cách mặt nước 3 thước. Ông còn tự nói: người phụ mệnh ngồi câu cá. Người đời sau đều biết đến câu thành ngữ: Khương Thái Công câu cá, người Nguyễn mắc câu. Tuy nhiên, mọi người lại ít chú ý đến phương thức câu cá của ông. Họ còn tưởng rằng đây chỉ là câu nói đùa vui. Kỳ thực, câu nói này còn ẩn chứa điều huyền bí. Khương Tử Nha là người tu đạo nên không được sát sinh, do đó ông đã dùng lưỡi câu thẳng và không có mồi nhử. Còn việc ông ngồi cách vị trí mặt nước 3 thước, hành động này là để cho người thường nhìn thấy, muốn người đời nhận ra sự khác người của ông mà dùng lời tốt đẹp dẫn vương đến. Mặc dù Khương Tử Nha được sư phụ sắp xếp xuống núi phong thần, nhưng đối với việc tu đạo, ông không hề dám buông lơi chút nào. Thời thời khắc khắc đều lấy tâm tính người tu để yêu cầu chính mình. Trong truyện cũng có nhiều đoạn mô tả hành động của ông. Ví dụ như trong chương thứ 15 có mô tả về chuyện vợ chồng của Khương Tử Nha như sau: sau khi kết hôn, cả ngày Tử Nha nhớ về núi Côn Lôn, chỉ lo con đường tu đạo không thành nên trong lòng bất an, không có tâm trạng muốn vui vẻ với Mã Thị. Đối với một người tu luyện mà nói, trong xã hội nhân loại, nếu như buông lỏng các tiêu chuẩn của người tu luyện, ham vui hưởng thụ, như vậy thì con đường tu đạo của người đó sẽ bị hủy ngay. Người xưa rất tôn kính người tu đạo. Trong xã hội cổ đại và cận đại, con người rất tôn kính người tu luyện. Ví dụ như trong chuyện Thị Hử, Lỗ Đề Hạt giết người. Vì tránh né hình phạt mà xuất gia làm hòa thượng, sau đó quan phủ không đến tìm ông ta nữa, bởi vì Lỗ Đề Hạt đã là người xuất gia, còn quan phủ chỉ quản sự việc của người bình thường. Trong chương cuối của Phong Thần Diễn Nghĩa, sau khi Võ Vương lên làm bá chủ thiên hạ, ông liền thực hiện việc phân đất phong hầu. Lý Tịnh cùng 7 người tu đạo từng lập công lao lớn nhưng lại không muốn nhận hưởng phú quý, đã nói với Võ Vương như sau: chúng thần đều là những kẻ mang di, vốn xuất thân từ nơi sơn cốc, xuống núi theo lệnh của thầy để hành theo thiên mệnh, diệt trừ họa loạn nhân gian. Nay thiên hạ đã thái bình, chúng thần nên về núi vân mệnh sư phụ. Vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc nơi hồng trần không phải điều chúng thần mong muốn. Hôm nay, chúng thần bái biệt hoàng thượng, hy vọng bệ hạ sắc phong chúng thần được trở về núi, đây quả thật là hồng ân to lớn. Nghe những lời này, Võ Vương không còn cách nào khác, buộc phải dẫn theo bá quan văn võ tiễn đưa nhóm người Lý Tịnh ra tận cùng ngoại ô phía nam. Lý Tịnh và nhóm người tu đạo bước tới, bái biệt và nói: chúng thần có tài đức gì, đâu dám phiền bệ hạ đích thân ban thưởng yến tiệc, chúng thần xin cảm tạ bệ hạ. Võ Vương khoát tay an ủi: hôm nay các khanh trở về núi chính là nơi thế ngoại đào viên, trẫm cùng các khanh không còn quan hệ vua tôi, các khanh đã quá khiêm tốn rồi. Võ Vương dùng tư cách của bậc thiên tử đối đãi ngang hàng cùng nhóm người Lý Tịnh, bỏ qua quan hệ quân thần. Chi tiết này đã phản ánh chân thực xã hội truyền thống Trung Nguyên xưa, từ vua quan đến người dân đều vô cùng tôn kính người tu đạo. Sai lầm của Khương Tử Nha, một cái quay đầu, thiên thu khó hối. Không nghe theo lời dặn dò của sư phụ, kết quả là chỉ một lần quay đầu liền đâm vào 36 bức tường. Ông là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là thủy tổ của binh gia, là bậc quân sư trí dũng song toàn. Ông phò chu, diệt thương, cứu dân lành khỏi vô trụ bạo ngược. Ông dựng bản phong thần, thần tiên đều đứng chầu nghe mệnh. Tên ông là huyền thoại, cuộc đời ông là truyền kỳ, cho đến nay vẫn còn được người đời ca tụng. Ông là chủ nhân bản phong thần trong Phong Thần Diễn Nghĩa, đồng thời cũng là vị tướng quân lừng lẫy nhà Chu thời thượng cổ. Ông chính là Khương Tử Nha. Thế nhưng, bậc cao nhân lẫy lừng cả thiên thu như ông lại vì một cái quay đầu mà mắc nạn, bị 36 lộ quân tiến đánh đến bước đường thập tử nhất sinh.
Rất nhiều người cho rằng những nhân vật thần thoại đều là hư cấu, nhưng Khương Tử Nha lại là nhân vật có thật trong lịch sử. Khương Tử Nha trong Phong Thần Diễn Nghĩa chính là vị khai quốc công thần Khương Thượng của Triều Chu. Vào thời Thượng Cổ, Tính, tên họ, và Thị, tức là dòng họ thị tộc, là hai khái niệm khác nhau. Tính biểu thị quan hệ huyết thống, còn Thị biểu thị phong hiệu của quý tộc hoặc tông tộc, là một nhánh của Tính. Tổ tiên của Lã Thượng được phong ở đất Lã, do đó còn được gọi là Lã Thị. Theo các ghi chép trong sử sách, Lã Thượng họ Khương, tên Thượng, tự Tử Nha, hiệu Phi Hùng, ông cũng được gọi là Lã Vọng, tông xưng là Khương Thái Công, Thái Công Vọng hoặc Thượng Phụ. Từ sau thời Trần Hán, Tính và Thị trộn lẫn với nhau, Lã Vọng liền được gọi là Khương Tử Nha. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, thần công báo xúi dục 36 lộ quân, trong đó có các thần tiên của cả Xiển giáo và Triệt giáo đi chinh phạt Tây Kỳ. Đây là phần sinh động và thú vị nhất trong toàn bộ tiểu thuyết, nhưng cũng là phần ly kỳ, gay cấn, dễ khiến người ta thương tâm nhất. Câu chuyện ấy bắt đầu như thế nào? Phong Thần Duyên Khởi. Tương truyền ngự trong cung Thái Hư trên dãy núi Côn Luân là vị thần trưởng quản Xiển giáo, ngài chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phong Thần Diễn Nghĩa hồi thứ 15 kể rằng 12 vị tiên đệ tử của Thiên Tôn vì vi phạm giới luật mà bị đọa hồng trần, phải đối mặt với lệnh trừng phạt. Từ đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đóng cửa động không giảng đạo nữa. Lúc này, Hạo Thiên Thượng Đế có lệnh truyền 12 vị tiên phạm giới luật ấy phải xuống trần làm tôi cho nhà Chu. Hơn nữa, xét trong cả Xiển giáo và Triệt giáo, số người tu hành phạm tội gom lại có 365 người. Tất cả đều được biên tên vào bản phong thần để đủ số cho trời sai khiến. Ở đây cần giải thích một chút. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, thần tiên xếp theo ngôi bậc từ cao xuống thấp là Thánh, Tiên, Thần, Nhân. Nhân vật có pháp lực vĩ đại nhất là Hồng Quân Lão Tổ, đứng ở bậc Thánh, là sư phụ của Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Thái Thượng Lão Quân trưởng quản nhân đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng quản Xiển giáo, còn Thông Thiên Giáo Chủ trưởng quản Triệt giáo. Cả ba vị đều là đệ tử bên dưới Hồng Quân Lão Tổ, nhưng vẫn được xếp vào bậc Thánh. Từ Thánh xuống tiếp nữa là Tiên, lại xuống tiếp nữa là Thần, còn xuống tiếp nữa thì chính là Người. Nhìn từ góc độ tu luyện thì cảnh giới của Thánh đã siêu việt khỏi tam giới, còn Tiên, Thần và Người đều là các chúng sinh trong tam giới. Các vị tiên của Xiển giáo và Triệt giáo vì phạm tội mà thứ bậc bị giáng hạ từ tiên xuống làm thần, trở thành bề tôi cho Ngọc Đế sai khiến. Người làm sư phụ đương nhiên sẽ tìm cách cứu nguy cho đệ tử. Ba vị trưởng giáo vì để cứu độ 12 vị tiên vượt qua kiếp nạn mà đã ngồi xuống cùng đề xuất kế hoạch phong thần, thiết lập 365 thần vị, phân làm 8 bộ. 4 bộ trên là bộ lôi, bộ hỏa, bộ ôn, bộ đấu. 4 bộ dưới là quần tinh liệt tú, là các vị thần sao, tam sơn ngũ nhạc, các vị thần núi, bố ngũ hưng vân, các vị thần mây và thần mưa, thiện ác chi thần, các vị thần quản việc thiện ác. Thiên tượng khi ấy đúng vào lúc khí số thành thang đã tận, vận số nhà Chu đang lên, lại vừa hay có các vị tiên phạm giới luật nên tam giáo cùng phong thần, mở ra cục diện Phong Thần Diễn Nghĩa. Cũng chính là nói, trong quá trình thay triều đổi đại, nhà Thương diệt vong, nhà Chu bước lên vũ đài, lịch sử tất yếu sẽ nổ ra chiến tranh. Số trời đã định 365 người phải chết, nguyên thần của họ sẽ thăng lên bản phong thần. Hết thảy đều có định số, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Khương Tử Nha có số hưởng phúc làm tướng, vạn sự đều đã sẵn sàng, chỉ đợi người khai cuộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cho gọi Khương Tử Nha đến và hỏi: "Con đã lên núi được mấy năm rồi?" Khương Tử Nha đáp: "Đệ tử 32 tuổi lên núi, đến nay cũng đã được 72 tuổi rồi." Thiên Tôn nói: "Con sinh ra mệnh bạc, tiên đạo khó thành, chỉ có thể hưởng phúc ở nhân gian. Nay nhà Thương khí số đã tận, nhà Chu sắp hưng khởi, con hãy thầy tà xuống núi phong thần, thân làm khanh tướng, phò trợ minh chủ. Như thế cũng không uổng công 40 năm lên núi tu hành. Chỗ này không phải là nơi con có thể ở được lâu, con hãy sớm thu xếp hành trang mà xuống núi." Khương Tử Nha liền lo sợ, khóc lóc năn nỉ rằng: "Đệ tử thành tâm xuất gia, tình nguyện ở trong núi khổ tu, không dám tham luyến phú quý nơi hồng trần, mong sư tôn mở lòng từ bi cho đệ tử ở lại." Thiên Tôn lắc đầu: "Duyên mệnh của con như thế, tất phải nghe mệnh trời, đừng có trái lời." Khương Tử Nha không cam tâm, cứ một mực cầu xin sư phụ, lưu luyến mãi chẳng muốn rời đi.
Sư huynh của ông là Nam Cực Tiên Ông bèn khuyên nhủ: Tử Nha, cơ hội khó gặp, thời cơ đến thì đừng để lỡ mất. Thiên số đã định như vậy rồi, đệ khó lòng có thể trốn tránh. Mặc dù đệ phải xuống núi, nhưng đợi khi công thành danh toại, tự sẽ có ngày lại lên núi tu đạo. Rốt cuộc lệnh thầy khó trái, Khương Tử Nha chỉ đành thu xếp hành trang, mang theo đàn cầm và thanh kiếm bái lại sư tôn rồi xuống núi. Tử Nha quay đầu. Phong Thần Diễn Nghĩa hồi thứ 36 kể rằng, Văn Thái Sư của nhà Thương chỉ thị quan Trấn Ải Thanh Long và Trương Quế Phương xuất binh đi đánh Tây Kỳ, thủ phủ của nhà Chu. Trương Quế Phương nhận được hỏa bài của Thái Sư, liền dẫn theo 10 vạn hùng binh lên đường chinh Tây. Đoàn quân ngày đi đêm nghỉ, vài ngày sau đã đến nơi cách thành Tây Kỳ 10 dặm. Cả đoàn dừng chân, hạ trại, bắn pháo hò reo ầm ĩ. Lúc này Khương Tử Nha đã được phong làm thừa tướng ở Tây Kỳ, phải đối mặt với đội binh tinh nhuệ của Trương Quế Phương. Kết quả trong trận này, quân Tây Kỳ tổn thất nhiều binh hùng tướng mạnh. Khương Tử Nha không còn cách nào khác, đành quay lại núi Côn Luân một chuyến, thỉnh cầu sư phụ trợ giúp. Tử Nha đến cung Ngọc Hư, gặp được sư phụ, liền vội vàng quỳ xuống bái lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: Con đến thật đúng lúc, để ta sai Nam Cực Tiên Ông trao bản phong thần cho con. Con hãy đem về Tây Kỳ, lập một cái đại phong thần mà treo bản ấy, thì là hoàn tất đại sự trong đời con. Tử Nha thưa: Ngày Trường Quế Phương dùng tà thuật đem quân đến đánh Tây Kỳ, đệ tử đạo hạnh nông cạn, tài năng còn thua kém không thể cự lại được, xin thầy ra ơn trợ giúp đệ tử. Thiên Tôn nói: Con ở nhân gian làm đến chức thừa tướng, hưởng bổng lộc triều đình, ngay cả võ vương còn phải gọi con là thượng phụ, thế mà con lại sợ tà thuật, đến đây cầu cứu nổi gì? Việc của phàm gian bần đạo sao có thể quản cho con được. Tử Nha năn nỉ: Nhưng Trương Quế Phương ỷ có phép thuật mà lộng hành, không ai chống đỡ nổi. Thiên Tôn cười lớn: Chúa Tây Kỳ có đức, không đến nỗi gì mà lo, con đừng sợ tà đạo, cứ về đi. Khi nào có việc nguy cấp, tự sẽ có cao nhân đến tương trợ, việc này không cần phải hỏi ta nữa, con đi đi. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dặn dò: Con về dọc đường, gặp ai kêu tên thì đừng đứng lại. Nếu còn nói chuyện với người ấy, thì ngày sau sẽ có 36 đạo binh đến đánh con nhất định phải cẩn thận. Ta nói trước cho con hay để con khỏi ân hận. Thôi, hãy về đi. Tử Nha lại tạ ơn ra khỏi cửa động, được Nam Cực Tiên Ông đi theo tiễn đưa. Tử Nha than: Sư huynh ơi, để về đây cầu thầy giúp sức, chỉ mong thầy ban cho phép màu để trị Trương Quế Phương, nhưng thầy từ chối, để chẳng biết tính sao. Nam Cực Tiên Ông nói: Số trời đã định, không thể lộ thiên cơ, sư đệ phải nhớ lời thầy dạy. Trên đường về nghe thấy ai gọi tên thì nhớ đừng dừng lại nói chuyện với họ. Việc này vô cùng quan trọng, nhất thiết phải nhớ kỹ. Này ta đưa sư đệ đến đây thôi, còn theo xa hơn nữa bất tiện. Nào ngờ, Tử Nha vừa đi đến vách đá Kỳ Lân, liền nghe thấy sau lưng có người gọi mình. Nhớ lại lời sư phụ và sư huynh căn dặn, Khương Tử Nha không trả lời. Người ấy gọi: Tử Nha công. Nhưng Khương Tử Nha vẫn không đáp lại. Người ấy lại gọi: Khương thừa tướng. Nhưng Tử Nha vẫn không trả lời. Người ấy gọi đến 5 lần, thấy Khương Tử Nha không quay lại, liền nói giận trách: Khương thượng, anh thật quá bạc tình. Anh làm đến chức thừa tướng rồi quên cả tình bạn xưa cũ hay sao? Anh quên hẳn trước đây 40 năm tôi và anh cùng tu luyện tại cung Ngọc Hư sao? Vậy mà hôm nay gọi anh bao nhiêu lần, ngay cả đáp lời anh cũng không đáp lại. Tử Nha nghe nói liền quay đầu lại xem thử, thấy người ấy cưỡi trên lưng cọp, mình mặc áo rộng, tay cầm gươm báo sáng ngời. Thì ra là sư đệ thân công báo. Khương Tử Nha mừng rỡ nói: Ủa, sư đệ đây mà. Bởi thầy dặn trên đường về, nếu gặp ai kêu thì đừng trả lời, tôi sợ trái lời thầy, chẳng ngờ lại gặp sư đệ, vậy xin miễn chấp. Khương Tử Nha nào đâu ngờ, chỉ vì cái quay đầu lần này mà ông đã chiêu mời 36 lộ quân chinh phạt do thân công báo xui khiến, đẩy ông vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Thậm chí, cả 12 vị tiên đứng đầu cung Ngọc Hư đều mất hết tiên thể, toàn bộ trở thành kẻ trần tục, phải mang theo xác phàm tu luyện lại từ đầu. Lĩnh mệnh phong thần. Có người cho rằng 36 lộ quân chinh phạt vốn nằm trong kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn, do Thiên Tôn mượn đến để phong thần. Nhưng cũng có người cho rằng những quan nạn từ 36 lộ quân chinh phạt ấy hoàn toàn không phải là điều cần thiết, mà là do Khương Tử Nha tự chiêu mời đến. Vì sao lại như vậy? Kỳ thực, 36 lộ quân chinh phạt hoàn toàn không đáng xảy ra,
Từ thiên tượng có thể thấy ba nhân tố sớm đã được thiên định. Một là 12 vị tiên đứng đầu phạm giới cần phải trải qua kiếp nạn. Hai là nhà Thương sắp diệt, nhà Chu hưng khởi. Ba là ba vị trưởng quản tam giáo vì để cứu đệ tử vượt qua kiếp nạn nên đã thiết lập bản phong thần, trợ giúp nhà Chu giấy binh phạt trụ, đồng thời để 12 vị tiên lập công chuộc tội, giữ được thần vị. Vì sao Khương Tử Nha được lĩnh mệnh phong thần? Sư phụ của ông là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói: con sinh ra mệnh bạc, tiên đạo khó thành, chỉ có thể hưởng phúc ở nhân gian. Nay nhà Thương khí số đã tận, nhà Chu sắp hưng khởi, còn hãy thầy ta xuống núi phong thần, thân làm khanh tướng, phò trợ minh chủ, như thế cũng không uổng công 40 năm lên núi tu hành. Lại nói từ rất xa về trước, trên thiên giới có một linh thú gọi là phi hùng, gấu bay, đã tu luyện 3.000 năm nhưng vẫn chưa đắc được chính quả. Gấu bay nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn có đạo pháp cao thâm, ngài có 12 đại đệ tử đã tu thành chính quả. Gấu bay cũng muốn đắc đạo thành tiên, vậy nên nó đã lên núi Côn Luân bái Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thầy. Gấu bay quỳ trước mặt Thiên Tôn, nhưng Thiên Tôn chưa từng thu nhận đồ đệ nào giống như vậy, do đó đã từ chối. Gấu bay một lòng cầu đạo, cho dù có đuổi như thế nào cũng không chịu rời đi, hễ có cơ hội là quỳ trước mặt tôn sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đuổi được nên cũng không để ý đến nó nữa. Ông bèn quay người nằm lên giường bích du ngủ một giấc. Nào ngờ giấc ngủ này kéo dài 300 năm. Đến khi Thiên Tôn tỉnh dậy thì gấu bay không còn nữa, xương thịt đều đã biến thành tro, chỉ còn lại một cơn lốc nhỏ đang xoay tròn ở đó. Thì ra nguyên thần của nó vẫn còn vương vấn trước giường Thiên Tôn, kiên định chờ được bái sư học đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm động, bèn thở dài một tiếng: thật khó tìm được người kiên định như con. Thế rồi, ông chỉ tay vào cơn lốc nhỏ và an bài cho nó chuyển sinh thành người, đó chính là Khương Tử Nha. Năm Khương Tử Nha 32 tuổi, nhờ sự chỉ dẫn của Nam Cực Tiên ông, cuối cùng ông cũng được thu nhận vào môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy đạo hiệu là Phi Hùng, nghĩa là gấu bay. Mặc dù gấu bay đã có được thân người, nhưng căn cơ chưa đủ, khó có thể luyện được pháp thuật cao thâm, lại càng khó vào hàng tiên bang. Nhưng vì ông thành tâm cầu đạo nên Thiên Tôn vô cùng coi trọng, truyền thụ cho ông thuật kỳ môn độn pháp và lệnh cho ông xuống núi phò trợ võ vương phạt trụ. Biết ông chưa có đủ pháp lực để đương đầu với tà thuật, Thiên Tôn lại ban cho ông linh thú tứ bất tướng, cờ hạnh hoàng kỳ và cây roi đã thần tiên, đồng thời giao cho ông trọng trách phong thần. Mặc dù Khương Tử Nha không cô phụ sự ủy thác của tôn sư, đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh, nhưng ông vẫn không cách nào đắc đạo thành tiên. Vì vậy sau khi dương thọ kết thúc, nguyên thần của ông lại tìm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Tôn nói: đồ nhi à, kiếp trước con đã đầu thai làm người, nhưng căn cốt vẫn còn kém cỏi, cần phải chuyển thế thêm nhiều lần nữa mới có thể tu thành. Nghĩ rằng Khương Tử Nha có công phong thần, Thiên Tôn lại truyền chỉ xuống địa phủ, an bài để ông được chuyển sinh thành bậc thông minh tuyệt đỉnh, có cửu khiếu linh lung tâm, trái tim long lanh chính lỗ. Do đó, đến đời sau Khương Tử Nha lần lượt chuyển sinh thành Tôn Tẩn, Gia Cát Lượng và sau này là Lưu Bá Ôn. Nhưng đó lại là một câu chuyện ly kỳ khác, chúng ta sẽ không nhắc lại ở đây. Quý độc giả quan tâm vui lòng đọc bài Câu Chuyện Luân Hồi của Khương Tử Nha. Cũng chính là nói, Khương Tử Nha thụ mệnh phong thần, nếu cẩn trọng tuân theo lời sư phụ thì hết thảy sẽ được trời xanh tác hợp, tự nhiên mọi sự sẽ thành. Một cái quay đầu, thiên thu khó hối. Quay trở lại câu chuyện bên trên, thân công báo thấy Khương Tử Nha được sư phụ giao phó trọng trách thì vô cùng đố kỵ. Mặc dù thân công báo có công năng và đủ mọi tiêu năng tiểu thuật, nhưng tâm lực đổ lại quá mạnh. Nhìn thấy Khương Tử Nha không có tài năng gì, vậy mà sư phụ lại cho ông được đi phong thần. Thân công báo càng nghĩ càng bất bình, tâm đố kỵ làm lu mờ tâm trí, hại người hại cả mình, là ác tâm mà người tu hành nhất định phải bỏ, nếu không sẽ để lại hậu họa lớn vô cùng. Thần công báo nói: người chẳng qua học thông ngũ độn, di sơn đảo hải mà thôi, sánh với ta sao được. Ta chặt thủ cấp liền lên trời, đi chơi muôn dặm, rồi mây đỏ chở thủ cấp đem ráp lại như thường, vậy mới đáng công học đạo. Chứ như ngươi tài phép gì mà dám cự cùng ta? Nếu nghe lời ta cùng xuống triều ca đốt bản phong thần đi, thì cũng chẳng mất công hậu khanh tướng. Tử Nha nghĩ thầm: lẽ nào lại có thể cắt đầu quăng lên trời cho bay một hồi rồi lắp lại được? Nghĩ rồi liền nói với thân công báo: nếu quả sư đệ làm được như vậy, tôi xem tỏ tường sẽ đốt bản phong thần xuống phò trụ vương.
Thần Công Báo liền mở túi lấy ra một thanh gươm cứa vào cổ, cắt đứt cái đầu, quăng bổng lên trời, còn thân mình vẫn trơ trơ không ngã xuống. Nam Cực Tiên Ông từ xa nhìn thấy Thần Công Báo cưỡi cọp chạy theo Hương Tử Nha đến núi Kỳ Lân, sau lại thấy đầu Thần Công Báo bay qua bay lại trên trời. Tiên Ông nghĩ, Tử Nha tính tình thật thà, e lại làm mưu gian trá. Ông liền gọi Bạch Hạc Đồng Tử đến và nói, ngươi hãy hiện nguyên hình, tha đầu Thần Công Báo đem qua Nam Hải cho ta. Đồng Tử vâng lệnh, hóa ra con hạt trắng bay nửa lưng trời, tha đầu Thần Công Báo về phía Nam Hải. Nam Cực Tiên Ông hiện đến vỗ vào lưng Tử Nha một cái. Đệ điên cuồng hay sao mà tin nhảm như vậy? Thần Công Báo có tà thuật, đệ tưởng thật à? Chỉ nội trong 1 giờ 3 khắc mà không ráp đầu được, nó sẽ tuôn máu ra mà chết. Thầy dặn đệ không được nói chuyện với ai, sao đệ không tuân lời? Nó sẽ kêu 36 đạo binh đến đánh đệ đó. Ta nghe đệ giao ước với nó, đốt bản phong thần xuống triều ca phò vua trụ. Đệ tưởng bản phong thần dễ đốt lắm sao? Ta thấy vậy nên sai Bạch Hạc tha đầu nó quăng xuống Nam Hải. Hễ nó chết là đệ khỏi lo. Tử Nha nói, nếu sư huynh biết quá giờ mà không ráp được đầu thì sẽ chết, vậy sư huynh tha cho một phen. Lòng đạo ai cũng lấy tình thương làm trọng. Thần Công Báo tu luyện đã lâu năm, chẳng lẽ vì biểu diễn công lực cho bạn bè xem mà hại nó như vậy? Nam Cực Tiên Ông nói, đệ thương nó, nhưng nó không có tình thương với đệ đâu. Ngày nay tha nó, ngày sau có 36 đạo binh đến đánh đệ, đệ đừng than thở. Tử Nha nói, chừng nào nó bất nghĩa sẽ hay. Nay vì tình bạn, nó biểu diễn công lực cho xem mà lại giết nó, lòng đệ thật không nỡ. Thần Công Báo được tha tội, liền cưỡi lên con cọp trắng, chỉ vào Tử Nha mà nói, ta nói cho người biết, vùng đất Tây Kề sẽ lập tức biến thành biển máu, sườn trắng chất thành núi. Nói rồi hậm hực bỏ đi. Rất nhiều người xem đến đây đều cảm động vì tấm lòng lương thiện của Khương Tử Nha. Nhưng Khương Tử Nha không ngờ rằng thiện lương đặt nhầm chỗ sẽ khiến bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng. Những người vô tội ấy có đáng chết không? Có đáng bị đánh đổi vì một phút thiện lương hồ đồ không? Hãy xem hậu quả của việc không theo lời sư phụ ấy lớn đến mức nào. Sau cái quay đầu của Tử Nha là 36 lộ quân kéo đến, hơn 10.000 quân sĩ Tây Kỳ bị giết hoặc bị thương. Thành Tây Kỳ nhiều lần bị nguy hiểm đến mức dân chúng trong thành gần như bị thảm sát. Khương Tử Nha nhiều lần suýt mất mạng, thậm chí cả Vũ Vương cũng suýt chết trong trận Hồng Sa. Một mình Khương Tử Nha không thể giải quyết được những khó khăn này. Vậy là các đại đệ tử của Ngọc Hư Cung và các vị thần tiên lại phải bận rộn thay nhau trợ chiến. Để cứu lấy linh hồn của Khương Tử Nha, Xích Tinh Tử suýt mắc kẹt trong lạc hồn trận. Còn đạo sĩ Nhiên Đăng gặp nguy hiểm, đến mức ngay cả con thú cưỡi Mai Hoa Lộc của ông cũng bị chém thành 2 mảnh. Nhiều người trong số 12 đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị mắc kẹt trong trận Hoàng Hà và mất đi tiên thể. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đột phá trận pháp và giải cứu đệ tử, nhưng họ đều trở thành những kẻ phàm phu tục tử và phải tu luyện lại từ đầu. Ngộ tính của Khương Tử Nha. Khương Tử Nha đối với sư môn 10 phần kiên định. Mặc dù là công thần có địa vị trong triều, nhưng ông không dám quên nguồn cội. Cho dù bị hãm hại thế nào thì cuối cùng hồn phách vẫn trở lại Côn Luân. Vậy mà ông vẫn bị mê hoặc bởi những lời phỉnh lừa dẫn dụ của Thần Công Báo. Nếu đổi lại là người khác, trong trạng thái hư vô mịt mùng như thế, liệu người bình thường có thể giữ vững bản thân trước những lời dụ hoặc hay không? Đạo tâm của một người có bao nhiêu phần kiên định hoàn toàn không phải chỉ là lời nói trên chót lưỡi đầu môi, cũng không phải là điều chủ quan muốn đạt liền có thể đạt được. Ngoài căn cơ thì còn có tu vi, chỉ vào thời khắc then chốt mới có thể khảo nghiệm ra được. Khương Tử Nha dẫu chân tâm thành ý và vâng lệnh sư phụ, nhưng một cái quay đầu lần này đã vạch ra ranh giới là kính sư, tính sư hay là lạc sang lối rẽ. Nhìn thì có vẻ chỉ là sai lầm nhỏ, nhưng trên thực tế lại là sai lầm khó vãn hồi. Ông nghe sư phụ dặn dò đã nghe vô cùng minh bạch rõ ràng, vậy mà khi Thần Công Báo vừa trách móc đôi câu, ông lại hồ đồ quay đầu đáp lại. Sứ mệnh sư phụ giao cho ông lớn như vậy, vậy mà ông không ý thức được vấn đề này. Chỉ một màn biểu diễn của Thần Công Báo đã làm cho ông quay lưng làm trái với lời ủy thác của sư tôn. Nếu không phải vì Nam Cực Tiên Ông kịp thời cản lại, thì suýt chút nữa bản phong thần đã bị ông đốt cháy rồi. Không lấy làm lạ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, căn cơ nông cạn, tiên đạo khó thành. Chút ít căn cơ này tự như cái rễ nông bám trên mặt đất, chỉ cần một lực nhỏ là có thể nhổ bật rễ. Nhưng nếu là cây đại thụ đã được cắm rễ dưới hốc sâu thì muốn nhổ cũng chẳng nhổ được. Do vậy ông khó tu thành tiên, chỉ có thể làm người. Giới tu hành giả ngộ
Khương Tử Nha căn cơ còn kém, ngộ tính chưa đủ, không cách nào lý giải được pháp lý trong lời của tiên ông. Lại càng không nghĩ tới rằng nếu bản phong thần bị thiêu hủy, thì dẫu có sự chết bao nhiêu thân công báo, ngay cả Khương Tử Nha phải chết bao nhiêu lần để đền tội, cuối cùng cũng không thể vãn hồi được lỗi lầm. Nói tóm lại, 36 lộ quân chinh phạt ấy, 36 ma chướng ấy hoàn toàn không phải là điều cần thiết xảy ra. Hết thảy những quan nạn này đều bắt nguồn từ việc Khương Tử Nha không nghe lời sư phụ. Một cái quay đầu, thiên thu khó hối, không đáp lời liền vô sự, vừa đáp lời liền tai vạ gió bay. Nam Cực Tiên Ông là đệ tử môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vì để trợ giúp sư đệ hoàn thành trách nhiệm phong thần, nên đã sai Bạch Hạc đồng tử biến thành con hạc trắng tha đầu của thần công báo bay đi. Đồng thời giải thích cho Khương Tử Nha mối hiểm họa sẽ xảy ra sau này. Kỳ thực, không chỉ riêng Nam Cực Tiên Ông, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn với tư cách là sư phụ, ngài hoàn toàn hiểu tính cách của Tử Nha. Nhưng liệu Khương Tử Nha có quay đầu hay không, kỳ thực Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chắc chắn. Bởi vì đây chính là quan ải khảo nghiệm tâm tính của Tử Nha. Hay nói cách khác, liệu Khương Tử Nha có quay đầu hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tính, phụ thuộc vào việc ông có ngộ được hay không. Nếu Tử Nha không quay đầu, vậy đương nhiên là mọi sự vẹn toàn, kế hoạch phong thần sẽ hoàn toàn thuận lợi, vạn sự xuôi gió thuận buồm. Còn nếu Tử Nha quay đầu lại, vậy ắt sẽ không tránh khỏi 36 lộ quân chinh phạt, Thiên Tôn cũng khó tránh khỏi những rắc rối phiền toái về bảo hộ đồ nhi. Vì thế, sau khi hoàn tất việc phong thần, bản thân Khương Tử Nha không đắc được thần vị. Nhưng vì ông chân thành với sư môn, kiên định lòng tu đạo, thêm vào đó lại hoàn thành trọng trách phong thần, có công phò trợ nhà Chu phạt trụ. Do đó Thiên Tôn đã chu đáo an bài cho ông, để ông tiếp tục ma luyện trong hồng trần, giải thoát khỏi nghiệp chướng, cuối cùng đắc đạo thành tiên. Khương Tử Nha phụng mệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp Vân Vương và Võ Vương lập nên nhà Chu và thay mặt sư phụ phong thần cho các thần nhân, nhưng bản thân ông lại không có tên trong bảng phong thần, rốt cuộc tại sao? Khương Tử Nha phong thần. Khương Tử Nha vào năm 32 tuổi lên núi Côn Luân theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tu đạo, trên núi tu hành được 40 năm. Một hôm, Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi Khương Tử Nha tới và nói: "Đồ nhi, con người trần mắt thịt, sinh ra bạc mệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể hưởng phúc ở nhân gian. Vừa hay thành thang khí số đã tận, nhà Chu đang hưng, con thay mặt ta phong thần xuống núi, trợ giúp minh chủ, được làm khanh tướng, cũng không uổng công 40 năm con lên núi tu hành, còn không mau thu xếp hành lý xuống núi đi." Khương Tử Nha không ngờ rằng mình cần mẫn tu luyện trên núi Côn Luân 40 năm, rốt cuộc vẫn không thể tu thành tiên. Không biết làm gì hơn, ông đành phải từ biệt sư phụ xuống núi. Sau khi xuống núi, Khương Tử Nha đã 72 tuổi. Nhờ sự giới thiệu của một người bạn, đã kết hôn với cô con gái lớn Mã Thị 60 tuổi của Hoàng Hoa làm vợ. Mã Thị xét thấy Khương Tử Nha quả thực vô dụng, làm gì cũng không nên, nhưng ăn thì ăn gì cũng sạch sành xanh. Mã Thị ngày ngày đều thúc ép Khương Tử Nha. Khương Tử Nha thật không còn cách nào khác, đành làm lại nghề cũ của mình là toán quái cho người ta. Không ngờ vì toán quái mà gây ra tai họa động trời, thiêu chết tỳ bà Tinh Ngọc Thạch, đắc tội với Đắc Kỷ, mới bị bắt vào thành Triều Ca. Kết quả Khương Tử Nha do tài năng nên được phong làm quan. Thấy trụ vương hồ đồ, Khương Tử Nha dứt khoát từ bỏ quan, dự định đầu quân cho Tây Kỳ. Thế là Khương Tử Nha đến bên sông Vị câu cá, chờ Tây Bá Hầu Cơ Xương. Một ngày nọ, trước khi xuất hành, Văn Vương đã xem bói, biết được lần này xuất hành, ông sẽ gặp bậc thầy đế vương mà thượng thiên phái tới phụ tá ba đời của ông ở bên dòng sông Vị. Thế là ông tra giới tắm rửa 3 ngày rồi mới long trọng xuất hành. Văn Vương ngồi xe đến bên sông Vị, chỉ nhìn thấy một ông lão tóc trắng xóa đang ngồi bên bờ sông câu cá. Văn Vương trò chuyện, thấy ông lão chính là bậc kỳ tài ẩn dật thì tôn kính lắm. Cuối cùng, Văn Vương hỏi: "Làm sao có thể khiến thiên hạ quy thuận?" Lão nhân đáp rằng: "Lấy gia đình làm căn bản để có được quốc gia thì quốc gia sẽ là của mình. Lấy quốc gia làm căn bản để có được thiên hạ thì thiên hạ sẽ quy phục. Có thể chia sẻ với người trong thiên hạ chính là nhân ái, giải quyết khổ nạn của mọi người, giải cứu trong lúc nguy cấp chính là ân đức. Có thể mưu cầu lợi ích cho người trong thiên hạ để người người có cuộc sống tốt lành thì đó là vương đạo. Nơi có vương đạo, nhân ái, ân đức thì người trong thiên hạ sẽ quy thuận."
Văn Vương vội vàng tiến lên một bước, khom mình xuống đất nói: "Tiên sinh giảng rất hay, ngài chính là vị thầy của đế vương Tam Triều do Thượng Tiên phái tới phò tá ta." Nói rồi, Văn Vương vội vàng mời Khương Tử Nha lên xe. Khương Tử Nha muốn thử lòng thành của Văn Vương, bèn lấy lý do mình tuổi cao sức yếu, đi đứng không thuận tiện để nhờ Văn Vương cõng mình đi. Văn Vương vội vàng cúi xuống cõng Khương Tử Nha, cho đến khi mỏi lưng rồi mới đặt Khương Tử Nha lên xe của mình để con trai ông kéo xe. Văn Vương cõng Khương Tử Nha đi 48 bước, tương ứng với 48 vị hoàng đế của nhà Chu. Con trai Văn Vương kéo xe Khương Tử Nha đi 808 bước, tương ứng Giang Sơn kéo dài 808 năm của nhà Chu. Sau khi tiêu diệt nhà Thương, Khương Tử Nha phụng chỉ phong thần hoàn tất, quay trở về núi Côn Luân bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn nói câu nói cũ: "Đồ nhi à, còn cặn cơ nông cạn, cho nên kiếp này chưa tu thành được, vẫn phải chuyển sinh đến nhân gian tu tiếp. Hy vọng một ngày kia con sẽ trở thành Đại La Kim Tiên." Thế rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Khương Tử Nha: "Con đi đi, con lần này hạ thế tu hành, ta sẽ an bài cho con một thân thể có trái tim long lanh chính lỗ." Chuyển sinh thành Tôn Tẫn. Tuy nhiên, trái tim long lanh chính lỗ phải 500 năm mới có một người có được, cho nên Khương Tử Nha phải đợi 700 năm trước khi chuyển sinh thành Tôn Tẫn. Tôn Tẫn này sinh ra thông minh cơ trí, không giống người phàm. Theo sư phụ Quỷ Cốc Tử học chiến thuật binh pháp, Quỷ Cốc Tử cao thâm huyền bí, tinh thông học vấn bách gia, đã thấy được Tôn Tẫn là Khương Tử Nha chuyển sinh nên lại càng yêu mến ông. Quỷ Cốc Tử trong lòng biết rằng, mặc dù Khương Tử Nha kiếp trước phụng chỉ phong thần, nhưng trong chiến tranh đã giết chết rất nhiều người, nên kiếp này chuyển sinh thành Tôn Tẫn tất sẽ có kiếp nạn, nhưng sẽ không mất đi sinh mạng. Cùng bái là môn hạ của Quỷ Cốc Tử, còn có đại sư huynh của Tôn Tẫn là Bàn Quyên. Học nghệ 3 năm, Bàn Quyên cảm thấy mình đã học thành tài, muốn tìm nơi dụng võ. Bàn Quyên muốn đến nước Ngụy làm quan. Trước khi rời đi, Quỷ Cốc Tử còn 5 lần 7 lượt cảnh cáo anh ta rằng: "Nhất định không được lừa người, nếu không sẽ hại người hại mình." Trước khi đi, Bàn Quyên hứa hẹn với Tôn Tẫn rằng: "Khi công thành danh toại, nhất định sẽ mời Tôn Tẫn cùng hưởng vinh hoa. Nếu vi phạm lời thề, sẽ chịu chết dưới vạn mũi tên." Bàn Quyên sau khi xuống núi được Ngụy Vương rất trọng dụng. Ngụy Vương nghe nói Bàn Quyên còn có một sư đệ đồng môn là Tôn Tẫn, cũng là bậc kỳ tài kiệt xuất, nên khao khát tìm cầu. Ngụy Vương chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, phái người đến Quỷ Cốc mời Tôn Tẫn xuất sơn. Khi Tôn Tẫn ra đi, Quỷ Cốc Tử đã đưa cho ông một cái túi bằng gấm và dặn dò nhiều lần rằng: "Nhất quyết không được mở túi gấm này trước thời khắc sinh tử." Tôn Tẫn từ biệt sư phụ Quỷ Cốc Tử, rồi theo sứ nước Ngụy xuống núi, lên xe mà đi. Khi đến nước Ngụy, Bàn Quyên bề ngoài thì cười tươi chào hỏi, nhưng trong lòng thì không vui vẻ. Lại biết được rằng sau khi mình xuống núi, Quỷ Cốc Tử đã dạy cho Tôn Tẫn 13 thiên binh pháp Tôn Tử, một bí kíp không truyền cho người nào khác. Điều này thật sự khiến tâm can Bàn Quyên thêm buồn bực. Bàn Quyên trắng đêm không ngủ, sợ rằng vị trí của mình ở Ngụy Quốc không biết rồi sẽ ra sao, nghĩ thầm chỉ có ra tay trước mới có thể trừ dứt hậu họa. Bàn Quyên bắt chước bút tích của Tôn Tẫn, ngụy tạo một bức thư, viết rằng Tôn Tẫn dự định phản bội Ngụy Quốc và đầu quân cho Tề Quốc, làm bằng chứng thông đồng với kẻ địch và giao nộp cho Ngụy Vương. Thế là Tôn Tẫn bị chặt chân thành phế nhân. Nhưng điều Bàn Quyên mong muốn trong lòng chính là 13 thiền binh pháp Tôn Tử trong tay Tôn Tẫn. Bàn Quyên đưa Tôn Tẫn đã bị tàn phế trở về trong phủ của mình chăm sóc ân cần. Lúc này Tôn Tẫn vẫn chưa hay biết gì, đối mặt với sự quan tâm từng ly từng chút của sư huynh dành cho mình thì trong lòng cảm động hết sức. Trước sự năn nỉ của Bàn Quyên, Tôn Tẫn cũng cảm thấy mình đã là phế nhân, không còn khả năng cầm quân đánh trận nữa, nên bắt đầu chép lại 13 thiên binh pháp Tôn Tử, dự định giao cho Bàn Quyên. Một người hầu trong phủ của Bàn Quyên thực sự không đành lòng nên đã bí mật nói với Tôn Tẫn. Hóa ra tất cả những chuyện này do Bàn Quyên sắp đặt, chỉ để lừa gạt nhằm lấy được binh pháp Tôn Tử. Tôn Tẫn không bao giờ tưởng tượng được rằng người huynh đệ đồng môn tình cảm như tay với chân lại có thể hạ độc thủ như thế đối với mình. Nhưng bây giờ ta đang ở trong phủ của Bàn Quyên, hiện tại mình không còn chân nữa, có mọc thêm cánh cũng khó thoát, chẳng lẽ là số mệnh của mình như vậy sao? Nghĩ đến đó, Tôn Tẫn đã rơi lệ. Đột nhiên Tôn Tẫn nhớ ra túi gấm mà Quỷ Cốc Tử đã đưa cho ông trước khi rời đi, rồi vội vàng mở bộ túi ra thì thấy hai chữ giả điên. Tôn Tẫn bắt đầu nói là điên cuồng, giả ngay giả dại, cả ngày không chải đầu rửa mặt. Bàn Quyên sợ rằng Tôn Tẫn lừa mình nên sai người ném Tôn Tẫn vào chuồng lợn, rồi sai người giám sát bí mật. Không ngờ
Tôn Tẫn vẫn một mực ở trong chuồng lợn, ăn uống rồi ngủ, thậm chí ăn phân uống nước tiểu, lúc đó mới lừa được Bàn Quyên. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của sứ giả Tề Quốc, Tôn Tẫn trải qua ngàn vạn gian hiểm mới về được Tề Quốc. Trải qua phen chìm nổi này, có thể nói ông đã chịu đựng hết thảy gian khổ trên đời, đã trả hết nợ kiếp trước. Tôn Tẫn đã đánh trận Mã Lăng với sư huynh Bàn Quyên. Bàn Quyên bị vạn mũi tên bắn vào thân mà chết dưới cây đại thụ. Sau trận chiến Mã Lăng, Tôn Tẫn được bảy nước ban ấn tướng quốc, công thành danh toại, nhưng ông lại quy ẩn tu hành, cuối cùng đắc đạo thành tiên, khai mở trí tuệ, rồi biết mình đời trước là Khương Tử Nha, chuyển sinh đến thế gian là để tu đạo thành tiên. Tôn Tẫn giờ đã đắc đạo thành tiên, nhưng nhận thấy chân mình đã bị hỏng, nếu mang bộ dạng như vậy mà thành tiên, thì cứ mãi ngồi trên xe lăn như vậy sao? Thật là làm tổn hại đến uy nghiêm của thần tiên. Thế là Tôn Tẫn quyết định chuyển sinh lần nữa để tu hành, để đợi có trái tim chính lỗ, ông phải đợi thêm 500 nữa trong âm tào địa phủ. Chuyển sinh thành Gia Cát Lượng. Trong nháy mắt cũng đến thời Tam Quốc, kiếp này Tôn Tẫn, người đã tu thành từ kiếp trước, lại chuyển sinh thành Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đến năm 6 tuổi không nói được, cha mẹ Gia Cát Lượng rất sầu muộn, hóa ra lại sinh ra một đứa con trai bị câm. Năm Gia Cát Lượng 8 tuổi, có một lão đạo sĩ đi vào thôn Hóa Duyên. Đám trẻ con nhìn thấy người lạ, háo hức đến xem. Cậu bé Gia Cát Lượng cũng ở trong đám trẻ con và chạy theo chúng. Lão đạo sĩ liếc mắt, liền nhìn ra khí chất phi phàm của cậu bé Gia Cát Lượng này. Thế là liền cùng cậu vào nhà. Khi vợ chồng nhà Gia Cát nhìn thấy một đạo sĩ già tới nhà, liền vội vàng tiến đến chào hỏi và chuẩn bị cơm chay cho vị đạo sĩ. Vị đạo trưởng nói rằng ông có thể chữa khỏi bệnh câm của tiểu công tử đây, nhưng phải nhận Gia Cát Lượng làm đồ đệ và dẫn lên núi tu hành. Vợ chồng già nhà Gia Cát vui vẻ đồng ý. Từ đó về sau, cậu bé Gia Cát Lượng theo vị đạo trưởng học thuật thiền văn, địa lý, bát quái và binh pháp. Lão đạo trưởng truyền lại mọi thứ cho Gia Cát Lượng. Hạ qua rồi đông đến, mặc cho mưa gió. Thoáng cái 5 năm trôi qua, Gia Cát Lượng mỗi ngày đều lên núi đúng giờ để thỉnh giáo. Một hôm, khi Gia Cát Lượng xuống núi thì bất ngờ cuồng phong gào thét, mưa lớn trút xuống. Vừa hay ngay lưng chừng núi có một ngôi miếu hoang, cậu chạy nhanh vào trong miếu trú mưa. Không ngờ, khi vừa đến gần cửa miếu thì từ bên trong một nữ tử ra đón và cho Gia Cát Lượng vào miếu. Từ đó, mỗi lần đi ngang qua, nữ tử kia đều nhiệt tình tiếp đãi cậu, có lúc hai người đánh cờ, có lúc chuyện trò rất vui vẻ. Dần dần Gia Cát Lượng nghe vị đạo sĩ giảng pháp, cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Những gì vị đạo trưởng giảng, cậu đều nghe không vào đầu, khó nhớ kỹ được. Lão đạo sĩ thấy ông đã hiểu chuyện, bèn nói cho ông biết nữ tử kia nguyên lại là một con tiên hạc trên thiên cung. Vì ăn vụn đào của vương mẫu nương nương nên bị giáng xuống trần gian để chịu khổ. Tiên hạc kia hạ phàm xuống thế gian, không nghĩ tới tu hành mà chỉ một mực ham hưởng yên vui. Sư phụ nói, nếu còn bị sắc đẹp của nàng làm cho mê muội, nếu cứ tiếp tục ngây ngô dại dột thì hết thảy nỗ lực đều là phí công nhọc sức. Đạo sĩ đưa cái trượng đầu rồng cho Gia Cát Lượng và căn dặn cậu, hãy thừa dịp ban đêm khi tiên hạc đến thiên hà tắm rửa, hãy dùng lửa đốt quần áo của nó không biến thành mỹ nữ dẫn dụ con nữa. Có điều lúc đó tiên hạc sẽ thẹn quá hóa giận, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sư phụ giao cho Gia Cát Lượng cái trượng đầu rồng để phòng vệ. Gia Cát Lượng ghi nhớ là căn dặn của sư phụ. Ban đêm đến giờ tí, cậu đến phá am đốt quần áo của tiên hạc. Tiên hạc nhìn thấy lửa cháy trong am, lập tức từ thiên hà lao xuống và mổ vào mắt Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cầm cái trượng đầu rồng hất hạt xuống đất. Cậu đưa tay ra bắt tiên hạc, nó liều mạng thoát ra và bay lên không trung. Gia Cát Lượng chỉ tóm được lông đuôi của con tiên hạc. Để nhắc nhở bản thân không bê trễ việc học, Gia Cát Lượng dùng lông đuôi làm thành một cây quạt và luôn mang bên thân mình để nhắc nhở bản thân. Từ đó Gia Cát Lượng bắt đầu dốc lòng tu luyện, cho đến khi gặp Lưu Bị ba lần đến thỉnh cầu. Khi đó, Gia Cát Lượng từ lâu đã thông thuộc thuật số suy diễn sự biến thiên của thế đạo. Thông qua xem xét thiên tượng có thể biết được chiều hướng của đại sự trong thiên hạ. Nhờ có ký ức mạnh mẽ từ nhiều năm tu luyện của Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng cả một đời không chỉ thần cơ diệu toán, viết ra cuốn Dự Ngôn, Mã Tiền Khóa, tiên đoán chuyện hậu thế, mà đánh trận cũng vô cùng lợi hại. Hỏa Thiêu Gò Bát Vọng, Hỏa Thiêu Tân Giả, Hỏa Thiêu Xích Bích, Hỏa Thiêu Quân Đằng Giáp, thần cơ diệu toán, dụng binh như thần. Nhưng trong cuộc Nam Chinh đánh Mạnh Hoạch, khi Mạnh Hoạch mượn 3 vạn quân giáp may để chống cự, quân giáp may không sợ dao, không sợ nước, Gia Cát Lượng dù họ vào sơn cốc, chặn cả hai đầu rồi phóng hỏa. 3.000 quân giáp may vật lộn trong biển lửa, tiếng kêu rên thống khổ, rốt cuộc đã khơi dậy bản tính của Gia Cát Lượng. Ông nhớ tới kiếp trước của kiếp này, đến đây là để tu luyện.
chiến tranh tuy thuận theo ý trời, nhưng thiêu chết nhiều sinh mạng vô tội như thế là phạm tội sát sinh to lớn. Do đó, không chỉ ảnh hưởng đến thọ mệnh mà còn bị rơi rớt tầng thứ, mang theo tiếc nuối của kiếp này, Gia Cát Lượng lại một lần nữa chuyển sinh. Chuyển sinh thành Lưu Bá Ôn. Đến triều Đại Minh, lại một lần 500 năm nữa trôi qua, dần dàn có câu ngạn ngữ rằng chia ba thiên hạ Gia Cát Lượng, thống nhất giang sơn Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn đời này không chỉ biết thiên mệnh, hành nhân sự, tận tâm tận lực phò tá cho vương triều Đại Minh, mà những dự ngôn của ông lưu lại cho hậu thế, thậm chí đến thế hệ chúng ta hôm nay vẫn có sức cảnh tỉnh rất lớn. Điều đó đủ để thấy được mức độ ảnh hưởng rất lớn của Lưu Bá Ôn. Chu Nguyên Chương có được một người như ông giống như hổ mọc thêm cánh. Lưu Bá Ôn đã lập công lao hiển hách cho triều Đại Minh. Người ta thường nói Lưu Bá Ôn có thể sánh vai với Gia Cát Lượng, kỳ thực Lưu Bá Ôn chính là Gia Cát Lượng chuyển sinh. Một lần khi Lưu Bá Ôn trú ngụ ở Thiếu Thành thì vừa hay trú ở phủ cũ của Khổng Minh. Trong phủ có một tấm biển đề lên dòng chữ thiên hạ đệ nhất nhân. Ông hỏi tùy tùng, ai mà khẩu khí to vậy, dám tự xưng mình là người đệ nhất trong thiên hạ? Tùy tùng nói rằng đó là tiên sinh Khổng Minh thời Tam Quốc. Nghe xong, Lưu Bá Ôn nghĩ thầm, Khổng Minh dù là bậc kỳ tài hiếm có, nhưng 6 lần bắt phạt Trung Nguyên đều không có kết quả. Biết rõ ý trời không thể trái mà vẫn làm, vậy mà còn dám ngông cuồng xưng là thiên hạ đệ nhất nhân ư? Thế rồi, Lưu Bá Ôn sai bảo kẻ hầu cận, người đâu, hạ tấm bia này xuống. Khi đoàn tùy tùng gỡ tấm biển xuống, thì phát hiện còn có một tấm biển ở giữa, một bài thơ tứ ngôn hiện ra. Quân sư triều trước Gia Cát Lượng, quân sư triều sau Lưu Bá Ôn, 500 năm trước ta biết ngươi, 500 năm sau ngươi biết ai. Lưu Bá Ôn vừa nhìn thấy, lập tức khởi lòng tôn kính đối với Gia Cát Lượng. Hóa ra, 500 năm trước, Gia Cát Lượng đã tính ra rằng sẽ có ngày hôm nay. Lưu Bá Ôn một hôm tình cờ đi qua một ngôi miếu, trong miếu có một tấm bia đá, trên tấm bia ghi trước Khương Thượng, sau Tôn Tẩn, 500 năm trước Gia Cát Lượng, 500 năm sau Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn lập tức sáng tỏ rằng nguyên lai mấy đời trước chuyển sinh đều là để tu luyện đắc đạo thành tiên. Thế rồi, ông rời xa thế tục đi tu hành. Khi Lưu Bá Ôn bày mưu tính kế cho Chu Nguyên Chương cũng đã suy đoán rất nhiều sự tình của hậu thế. Trong đó, có ba dự ngôn lớn là Thiêu Bính Ca, Kim Lăng Tháp Bi Văn và Cứu Kiếp Bi Văn. Hầu hết các dự ngôn của Lưu Bá Ôn đều đã ứng nghiệm. Trong đó, một dự ngôn quan trọng nhất được nhiều người cho rằng ông dự ngôn vào thời đại mạt thế mạt kiếp hiện nay, Đức Phật Di Lặc hạ thế độ nhân. Trong đó có một số câu đáng chú ý như sau: không giống tăng, không giống đạo, đầu đội mũ long nhung bốn lạng, chân Phật không ở trong chùa chiền, ngài nắm Di Lặc nguyên đầu giáo. Vạn tổ hạ thế, ngàn Phật giáng phàm, khắp trời tinh tú. Là Hán chân nhân, đầy trời Bồ Tát, khó thoát kiếp này. Đó là Đức Phật tương lai truyền đạo ở hạ giới. Tất cả chư Phật và chư tổ trên trời và trên thế giới, nếu không gặp con đường sợi dây vàng này, đều không thể thoát khỏi thảm họa này, bị cắt quả vị, thời mạt hậu 81 kiếp nạn đã bí mật đặt định. Triều Đại Minh cho đến nay vừa tròn 500 năm, không biết Lưu Bá Ôn đã tu luyện đắc đạo hay chăng, nhưng những dự ngôn mà ông lưu lại quả thật đã để lại rất nhiều lời cảnh tỉnh cho con người đang còn mê man trong đại kiếp nạn. Nếu ngày nay có thể có được nhiều người hơn nhìn thấy dự ngôn của Lưu Bá Ôn đề phòng trước tai họa và có thể vượt qua được tai ương, thì chắc chắn chúng ta sẽ tích lũy được đại đức cho Lưu Bá Ôn. Khương Tử Nha 3.000 năm lưu hồi chuyển kiếp, cuối cùng cũng có thể thành chính quả. Nhân sinh giống như một vở kịch, luân hồi chuyển thế mấy nghìn năm, công danh thành bại do ai sắp xếp và sắp xếp vì lẽ gì? Phải chăng như trong dự ngôn của ông tiết lộ là để mọi người vào thời mạt kiếp đi theo con đường sợi dây vàng, tức là đi theo Đức Phật Di Lặc để có thể trở về thiên quốc? Bốn mươi năm tu đạo, vì sao Khương Tử Nha vẫn phải hạ phàm ngồi câu cá? Khương Tử Nha vốn là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, năm 30 tuổi đã lên núi, trải qua quá trình khổ tu 40 năm. Đối với ông, phú quý tại nhân gian sớm đã xem nhẹ như mây khói. Phong Thần Diễn Nghĩa là một tác phẩm văn học sử nổi tiếng. Khương Tử Nha là nhân vật chính trong câu chuyện xưa này, nên cũng được người đời sau chú ý đến nhiều hơn. Mặc dù người đọc có nhiều ý kiến khác nhau,
Nhưng nếu ai đó có hiểu biết về văn hóa truyền thống Trung Hoa 5.000 năm sẽ hiểu được nội hàm của văn hóa thần truyền. Đồng thời, cũng có cái nhìn thấu đáo hơn về hành động câu cá thú vị của Khương Tử Nha. Hành động đó không phải để đùa cợt, mà ẩn chứa bên trong là nội hàm sâu sắc của văn hóa tu luyện. Ở đây, tác giả chỉ nói lên quan điểm cá nhân của bản thân về Khương Tử Nha, đồng thời cũng đưa ra một cái nhìn sơ lược về nội hàm tu luyện trong văn hóa truyền thống phương Đông. Tại sao Khương Tử Nha lại được đi phong thần? Phong thần là một sự kiện lớn, là đại sự của thiên thượng, do thiên mệnh cùng vô số nhân duyên tổng hợp lại mà thành, tuyệt đối không phải chiếu theo ý thích của thần. Sự kiện phong thần là một việc hiếm thấy trong đời, ngàn năm khó gặp. Chương thứ 15 của Phong Thần Diễn Nghĩa có nói rõ ràng rằng lúc này, Thành Thang đối diện với sự diệt vong, nhà Chu hướng đến hưng thịnh, đúng thời thần tiên phạm giới, nguyên thủy phong thần, Khương Tử Nha hưởng phúc làm tướng, vừa gặp thời lại gặp số, không phải việc ngẫu nhiên. Tại đây, chúng ta nên lý giải câu Thành Thang đi đến diệt vong, nhà Chu hướng đến hưng thịnh như thế nào? Nếu ai đã đọc qua truyện Phong Thần Diễn Nghĩa, đều sẽ thấy được hành vi tàn bạo, vô sĩ không thể chấp nhận được của Thương Trụ Vương. Vậy thì triều đình nhà Thương liệu có còn được phép tồn tại? Do vậy, sự diệt vong này đến từ chính Trụ Vương. Ông trời không cho phép một kẻ tàn ác như vậy tồn tại gây họa nhân gian. Vậy là Thương Trụ Vương đã đem cơ nghiệp của tổ tiên hủy hoại trong tay mình. Ở đây, thiên mệnh và biểu hiện ở xã hội con người hoàn toàn hòa nhập và là một thể thống nhất. Cho nên, người xưa giảng thiên nhân hợp nhất, thật sự có quá nhiều nội hàm ẩn chứa bên trong. Văn hóa truyền thống Trung Hoa là nền văn hóa nửa thần, mà nhà Chu hướng đến hưng thịnh, Chu Văn Vương dùng đức kết nối với trời. Trong truyện nói rất nhiều đến Chu Văn Vương nhân đức, dĩ nhiên là ông nên làm vương thiên hạ. Đức là một khái niệm trọng yếu trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Người có đức lớn thì có thể làm vua thiên hạ, người có ít hơn một chút thì cũng có thể như Khương Tử Nha hưởng phúc tướng quân. Nếu người thiếu đức thì dù có làm hoàng đế cũng sẽ khiến đất nước diệt vong. Phong Thần Diễn Nghĩa có nhắc đến một vấn đề, đó là thần tiên phạm giới. Hóa ra thần tiên nếu giữ mình không tốt cũng sẽ phạm giới và bị đánh rớt xuống trần gian. Trong truyện Tây Du Ký cũng có nói về sự việc này. Ví dụ như Sa Tăng và Trư Bát Giới vốn là thiên tướng trên trời, nhưng bởi phạm giới mà bị giáng trần. Đối với việc tu đạo thành tiên cũng có những yêu cầu rất nghiêm khắc. Nếu không tu đắc chính quả, cuối cùng vẫn phải chuyển sinh trong lục đạo luân hồi. Trong chương 99 của Phong Thần Diễn Nghĩa, Khương Tử Nha được đứng đầu bảng phong thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Ngọc Hư Cung đọc sắc lệnh phong thần, trong đó có viết như sau: Hỡi ơi, tiên phàm khác bậc, người không đạo đức khó thành, thần quỷ riêng phần, há kẻ gian tà có thể trộm. Dẫu có luyện ra hòn đảo, chưa từng trảm lại ba thi, chung quy vẫn chịu kiếp số 500 năm. Nếu đến cuối cùng vẫn nhất mực mơ mơ hồ hồ, trí tuệ không siêu thoát khỏi dương thần, khó đói hiện ước hẹn tại giao trì 3.000 năm. Cho nên mọi người dù nhìn thấy đường đạo, nhưng vẫn không thể chứng đắc quả bồ đề. Có tâm tự tu luyện, nhưng tham sân si chưa buông, thân dẫu nhập cửa thánh, nhưng tính nóng còn khó bỏ. Cần tu bỏ hết lỗi lầm, thì vận hạn mới hết và kiếp số mới đổi thay. Tại sao Khương Tử Nha phải xuống núi phong thần? Khương Tử Nha vốn là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, 30 tuổi đã lên núi, trải qua quá trình khổ tu 40 năm. Đối với ông, phú quý tại nhân gian sớm đã xem nhẹ như mây khói. Cơ bản ông không muốn xuống núi phong thần, không giống như thần công báo. Khương Tử Nha một lòng nghĩ đến tu đạo thành tiên, chỉ tiếc căn cơ còn kém, đường tu tiên chưa thành, chỉ có thể lấy mấy chục năm công phu tu luyện đổi lấy công danh hiển hách tại nhân gian mà thôi. Ông xuống núi cũng là do sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp đặt. Lý do này được giải thích rõ ràng trong hồi thứ 15 của Phong Thần Diễn Nghĩa. Thiên Tôn nói: Con từ nhỏ bạc mệnh, đạo tiên khó thành, chỉ có thể nhận phúc tại nhân gian. Hiện nay Thành Thang sắp diệt, nhà Chu nên hưng thịnh, vậy con thay ta xuống núi ra cồng giúp nước, sống làm tướng, chết làm thần, như vậy mới không uổng công phu tu luyện mấy chục năm trời. Còn chỗ này không phải là nơi con có thể ở được lâu, nên sớm chuẩn bị xuống núi. Tử Nha năn nỉ: Đệ tử bỏ nhà lên núi, dốc lòng lãnh tục tu tiên 40 năm, duy nguyện bỏ đời theo đạo, vẫn biết tu hành là khổ, muốn thành chính quả không phải một sớm một chiều. Đệ tử vẫn một lòng tình nguyện ở trên núi chịu khổ hạnh, không dám tham luyến công danh phú quý nơi phàm trần, mong sư tôn thu nhận. Thiên Tôn nói: Duyên mệnh của con như vậy, phải làm theo thiên ý, sao có thể thực hiện khác được đây. Tử Nha lưu luyến không nỡ rời đi. Từ góc độ này mà nói, trong lịch sử, một người có thể tu thành đắc đạo quả không phải chuyện dễ dàng. Cho dù các điều kiện khác đều tốt, nhưng căn cơ của người đó lại có khiếm khuyết,
thì cũng khó thành công trong tu luyện. Khương Tử Nha câu cá như thế nào? Vào ngày hôm đó, Khương Thượng đi đến khu vực phía nam Kỳ Châu, cách 40 dặm, cách huyện Quắc về phía nam 10 dặm, bên bờ sông Vị Thủy, có khe suối Bàn Khê. Khương Thượng đã vân mệnh ngồi câu cá bên bờ sông Vị Thủy, dùng lưới câu thẳng, không cần mồi nhử, ngồi cách mặt nước 3 thước. Ông còn tự nói, người phụ mệnh ngồi câu cá. Người đời sau đều biết đến câu thành ngữ. Khương Thái Công câu cá, người Nguyễn mắc câu. Tuy nhiên, mọi người lại ít chú ý đến phương thức câu cá của ông. Họ còn tưởng rằng đây chỉ là câu nói đùa vui. Kỳ thực, câu nói này còn ẩn chứa điều huyền bí. Khương Tử Nha là người tu đạo nên không được sát sinh. Do đó ông đã dùng lưỡi câu thẳng và không có mồi nhử. Còn việc ông ngồi cách vị trí mặt nước 3 thước, hành động này là để cho người thường nhìn thấy, muốn người đời nhận ra sự khác người của ông mà dùng lời tốt đẹp dẫn vương đến. Mặc dù Khương Tử Nha được sư phụ sắp xếp xuống núi phong thần, nhưng đối với việc tu đạo ông không hề dám buông lơi chút nào. Thời thời khắc khắc đều lấy tâm tính người tu để yêu cầu chính mình. Trong truyện cũng có nhiều đoạn mô tả hành động của ông. Ví dụ như trong chương thứ 15 có mô tả về chuyện vợ chồng của Khương Tử Nha như sau. Sau khi kết hôn, cả ngày Tử Nha nhớ về núi Côn Lôn, chỉ lo con đường tu đạo không thành nên trong lòng bất an, không có tâm trạng muốn vui vẻ với Mã Thị. Đối với một người tu luyện mà nói, trong xã hội nhân loại, nếu như buông lỏng các tiêu chuẩn của người tu luyện, ham vui hưởng thụ, như vậy thì con đường tu đạo của người đó sẽ bị hủy ngay. Người xưa rất tôn kính người tu đạo. Trong xã hội cổ đại và cận đại, con người rất tôn kính người tu luyện. Ví dụ như trong chuyện Thủy Hử, Lỗ Đề Hạt giết người. Vì tránh né hình phạt mà xuất gia làm hòa thượng, sau đó quan phủ không đến tìm ông ta nữa, bởi vì Lỗ Đề Hạt đã là người xuất gia, còn quan phủ chỉ quản sự việc của người bình thường. Trong chương cuối của Phong Thần Diễn Nghĩa, sau khi Võ Vương lên làm bá chủ thiên hạ, ông liền thực hiện việc phân đất phong hầu. Lý Tịnh cùng 7 người tu đạo từng lập công lao lớn nhưng lại không muốn nhận hưởng phú quý, đã nói với Võ Vương như sau. Chúng thần đều là những kẻ mang di, vốn xuất thân từ nơi sơn cốc, xuống núi theo lệnh của thầy để hành theo thiên mệnh, diệt trừ họa loạn nhân gian. Nay thiên hạ đã thái bình, chúng thần nên về núi vân mệnh sư phụ. Vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc nơi hồng trần không phải điều chúng thần mong muốn. Hôm nay, chúng thần bái biệt hoàng thượng, hy vọng bệ hạ sắc phong chúng thần được trở về núi, đây quả thật là hồng ân to lớn. Nghe những lời này, Võ Vương không còn cách nào khác, buộc phải dẫn theo bá quan văn võ tiễn đưa nhóm người Lý Tịnh ra tận cùng ngoại ô phía nam. Lý Tịnh và nhóm người tu đạo bước tới, bái biệt và nói, chúng thần có tài đức gì, đâu dám phiền bệ hạ đích thân ban thưởng yến tiệc, chúng thần xin cảm tạ bệ hạ. Võ Vương khoát tay an ủi, hôm nay các khanh trở về núi, chính là nơi thế ngoại đào viên, trẫm cùng các khanh không còn quan hệ vua tôi, các khanh đã quá khiêm tốn rồi. Võ Vương dùng tư cách của bậc thiên tử đối đãi ngang hàng cùng nhóm người Lý Tịnh, bỏ qua quan hệ quân thần. Chi tiết này đã phản ánh chân thực xã hội truyền thống Trung Nguyên xưa, từ vua quan đến người dân đều vô cùng tôn kính người tu đạo.